mừng nhớ bạn ra bờ Lucia. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày Thánh Nữ Lucia đồng trinh tứ đạo, vinh hiển bước vào trời. Xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi được mình yêu trong lòng chúng con, để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện nhân với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Và kề vai sát cánh cùng sự người, từ bên kia sông ngòi xứ quốc, những kẻ tôn thờ ta, những kẻ đã bị ta phong tán, sẽ mang lễ vật đến kính dân ta. Ngày ấy người sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại ta. Bấy giờ ta sẽ bị cho khuất mắt ngươi, những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nên ngang trên núi thánh của ta nữa. Ta sẽ cho sót lại một chữ ngươi, một dân nghèo hèn và bé nhỏ, chúng sẽ tìm ngươi ở nơi danh Đức Chúa. Số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện ta tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn vĩnh rạc, nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi, mà không còn bị ai làm cho kiếp sợ. Đó là lời
dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái hiếm vào nước tiên tri chưa các ông. Vì ông Gioan đến là đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái hiếm là tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chợt chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những con gái hiếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin và các ông không theo mày. Thì thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với anh em đầu lễ, cùng với ca đoàn Cecilia, chúng ta mừng lễ Thánh nữ Cecilia, trích nữ từ đạo. Cecilia Lucia là được coi là ý sự sáng của cuộc đời. Tên của thánh nữ có ý nghĩa là vậy. Ngài sinh tại Siracusa, Sicily, thuộc đảo Sicily của nước Ý vào khoảng năm 283 dưới thời của hoàng đế Diocletian. Là một người trong một gia đình, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thánh nữ đã mồ côi cha từ lúc còn thơ ấu. Eutychia là mẹ của Lucia, là một người phúc hậu, mồ ăn trong vấn đề nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Khi còn là một cô gái, thánh nữ đã thề nguyện giữ tổng trích để tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Và vì thắc muốn ai biết, nên thánh nữ đã dự kiến cả với mẹ mình cái ý nguyện mà cô đã nói với Chúa. Đến tuổi lấy chồng, mẹ của Lucia hứa hôn gả Lucia cho một chàng thanh niên giàu có. Đây là một chuyện rất bình thường theo tập tục thời đó giữa hai gia đình quen biết và không cần đến sự thỏa thuận của đôi bạn trẻ. Lucia cho mẹ biết là ngài không muốn lấy chồng và tìm mọi cách để tránh mặt cuộc vị hôn phu. Mẹ người cùng với vị hôn phu tức tối lắm, nhưng ngài vẫn giữ bí mật lời thề nguyện và chỉ cầu xin Chúa gìn giữ ngài. Cơ mà đến, mẹ ngài bị bệnh nặng, bị bệnh băng huyết trầm trọng nên đã tàn tạ ốm yếu. Lucia nhắc mẹ về câu chuyện người đàn bà bị băng huyết ở trong sách Tin Mừng và chỉ nhờ sờ vào túi áo của Chúa mà được khỏi bệnh. Và Lucia khuyên mẹ hãy đến viếng mộ bà thánh Agatha để cầu xin được chữa lành. Và khi ở gần mộ thánh Agatha thì bà mẹ như một sơ mây, bà được chữa lành. Thánh Agatha hiện ra và nói với Lucia rằng trong giấc mơ báo cho bà biết ngài sẽ được phục từ đạo để đạt sáng danh Chúa Kitô. Và lúc này thì Lucia mới tiết lộ cái bí mật mà ngài đã thể hứa với Chúa là xin chịu đồng tình trọn đời và xin mẹ thay đổi ý kiến của mình, tức là hư hồn. Và được phép lạ lành bệnh, mẹ ngài đã chấp nhận chiều theo ý con. Và sau biến cố này, Lucia từ chối lời cầu hôn và bán hết phần gia tài mà mẹ dành cho là của hồi môn phân phát cho người nghèo khó. Vì hôn phu của Lucia lúc này
rất là tức giận, cho nên ông đã đi tố cáo với quan tổng trấn. Vào lúc này, cái thời kỳ mà vì hoàng đế này rất ghét người Kitô hữu, cho nên vị hôn phu của nàng đã đi tố cáo Lucia là một người Kitô hữu, nên đã bị bắt và bị dẫn trước đến trước mặt quan Pascasius. Vị quan này đã dùng lời đường mật của những mọi khổ mình để bắt ngài vào sân khấu tế thần, nhưng thất bại. Ông truyền điều ngài tới nơi tội lỗi để hủy diệt đức trinh khiết của thánh tử, nhưng lại thay Chúa đã khiến thân xác ngài trở nên nhạt nặng như núi đá, đến nỗi không ai kéo đi được. Ông liền ra lệnh tẩm dầu vào người rồi đốt. Nhưng một lần nữa Chúa đã diệt thân xác trọn vẹn giữa đống lửa hồng. Cuối cùng thánh tử cũng được phục tử đao dưới lời thương của Lý Tình vào năm 304 dưới lời bắt đạo của Diocletiano. Trước khi chết, ngài đã tiên đoán giáo hội xác được bình an và xác ngài được chôn cất ngay tại quê hương. Theo một cái truyền thuyết của Sicily, một tu sĩ ở Genlo trong sách Sermon Santa Lucia thì thi hài của thánh nữ an nghỉ tại Sicily hơn 400 năm, cho đến khi quận con Spoleto chiếm được đảo và cho di chuyển thánh tích về Corfinium ở Ý. Và năm 972, thánh tích lại được rời chuyển một lần nữa bởi hoàng đế Otto I về đền thờ thánh Vincent de Metz tại Metz. Một thành cánh tay của thánh nữ được cắt ra cho tu viện Lịch Vua thuộc giáo phận Spire. Một phần thánh tích của thánh nữ được tìm thấy tại Constantinople vào năm 1204 và chuyển về tu viện thánh Jeremia. Thánh tích được an vị tại đây hơn 777 năm. Và cho đến ngày 7 tháng 11 năm 1981, có hai tên trộm người Sicily đã đập vỡ họ kiếm lấy đem di hài của ngài hài cốt của thánh nữ, chỉ còn chừa lại xương sọ và mặt nạ. Và thánh tích đã được trả lại về sau đó một tháng theo lời khẩn khoản yêu cầu của giáo quyền tại Sicilia. Một vài cái mẫu gương, một vài cái bài học mà chúng ta học được ở người thánh nữ, đó là yêu thương, giúp đỡ người nghèo khó. Vì ngài coi ở nơi họ có tình yêu của Chúa, có Chúa hiện diện. Thứ hai là ngài quả cảm tuyệt đối tin vào Chúa. Thứ ba là ngài cẩn thận gìn giữ tâm hồn, thân xác trong sạch mọi tội trọng, nhất là những tội thuộc về điều răn thứ sáu và thứ chín. Và ngài luôn luôn nhớ mình là đền thờ nơi khi Chúa bà ngồi ngự trị. Một vài cái điểm nói về cuộc đời thánh Cici, thánh nữ Lucia. Ngày hôm nay chúng ta mừng bổ phạm, cũng như là chúng ta nghe bài tin mừng nói về việc sám hối mà thánh Gioan đã mời gọi. Có lẽ nhìn vào cuộc đời của thánh nữ Lucia, chúng ta thấy ngài được giữ được cái sự đồng tin, giữ được sự tinh khiết ở trong tâm hồn và còn cả toàn thân xác của ngài. Thế thì ngày hôm nay chúng ta học gì ở nơi thánh nữ? Tôi nghĩ rằng thánh khiết ở trong đời sống, thánh khiết ở trong đời sống phục vụ, thánh khiết ở trong đời sống yêu thương bác ái cũng là một cách tự đạo để đổi ngôi hương thánh nữ Lucia ngày hôm nay. Loại bỏ những tạp chất của cuộc sống, sống yêu thương, sống bác ái, loại bỏ những cái ý nghĩa nó không tốt ở trong cuộc đời. Khi mà chúng ta tăng cái vấn đề phục vụ, tăng vấn đề dấn thân để rồi là ca đoàn, là giáo lý viên hay là bất cứ một cái thành phần nào ở trong giáo hội phục vụ cho Chúa, loại bỏ những tạp nghiệp của con người của mình, đó cũng là một cách mà chúng ta giữ tinh tuyển ở trong ý tưởng, giữ tinh tuyển ở trong tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa cho chúng con, khi chúng con từng bổn ba một thánh nữ hay là một vị thánh nhân nào,
xin cho chúng con đạt được nơi cuộc đời của các ngài những điểm son, những điểm tốt để rồi chúng con nhìn vào, chúng con noi gương, chúng con bàn chưa giữ tinh khiết ở trong tâm hồn, giữ tinh khiết ở nơi thân xác là một cái điểm mà tôi muốn bờ họ các bạn anh chị em cùng đi ca đoàn chúng ta nhìn vào, chúng ta suy nghiêm về cuộc đời của thánh nhân. Tinh khiết không chỉ là nói về sự khiết tịnh ở trong điều pháp thứ sáu, nhưng tinh khiết còn có thể được gìn giữ từ những cái việc phục vụ, từ cái việc mà dẫn thân để đổi đến với Chúa, đến với anh em. Đó là cách mà chúng ta đòi được thánh nữ. Xin Chúa qua lời truyền cầu của thánh nữ Lucia cho chúng con biết nói gương này, dám chấp nhận dẫn thân, phục vụ, yêu thương, chấp nhận để rồi giữ những cái sự tinh khiết ở trong tâm hồn của chúng con, để chúng con dâng tất cả cho Chúa, gìn giữ để rồi nhớ rằng trong tâm hồn của chúng con, nơi mà Thiên Chúa luôn hiện diện, nơi mà Chúa Ba Ngôi đang ngự trị ở đó. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Nữ Lucia. Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta trong tinh thần bác ái yêu thương, trong tinh thần dẫn thân phục vụ, biến đổi chính mình, làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên tinh tuyền, trở nên thánh thiện, để rồi cho khi xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa hiện diện. Với tâm thể đó, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Sứ mạng của Hội Thánh là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết nhiệt tâm thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng trong mọi môi trường và hoàn cảnh sống, để đem Chúa đến cho mọi người. Hiệp lòng chúng ta đem Chúa lời nguyện xin. Cách hữu hiệu nhất. Xin cho những ai đang gặp thử thách trong cuộc sống luôn biết tin tưởng, phó thác vào lòng nhân từ của Chúa, để dù gặp những sóng gió, cuộc đời vẫn luôn giữ vững niềm tin của mình. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin cho các Kitô hữu ý thức rằng chỉ có Chúa là cứu cánh và cùng đích của đời mình mà hết lòng phụng sự và yêu mến, để khi Chúa đến họ được hân hoan vào hưởng hạnh phúc nước trời. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Để tất cả đều cầu danh Đức Chúa và quề vai sát cánh phụng sự người. Xin cho cộng đoàn phụng vụ luôn đem hết tâm hồn và thân xác để phụng sự Chúa. Cách riêng cho ca đoàn Lucia luôn giữ được tinh thần quảng đại, dấn thân phục vụ để dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng, ngợi khen qua lời ca tiếng hát của mình. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện. Xin cho ca đoàn thành mừng của bạn ngày hôm nay cũng biết dùng lời ca tiếng hát và chính cả cuộc sống của mình để làm những lời ca, những nén hương trầm dâng lên Chúa. Xin Chúa đón nhận và xin Chúa gìn giữ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Hữu Chúa chúng con. Amen.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang đối lệ Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chân đề tuyên xưng danh Chúa theo vương Đức Kitô, mong của Thánh Lucia chính nữ từ Đào Đào Na bày tỏ những việc lá lòng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất móng giòn của con người, cùng cô sức được yêu đôi của họ để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hẳn xa nơi Chúa và con đường công vô uy linh Chúa. Cùng với thánh Lucia và toàn thể các thánh vì Chúa con tin được.
chúng các ngài luôn chiến cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin quay hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lối tư trần gian đường vững mạnh trong đức tin và đức tin cùng với tôi với Chúa đã đức giáo hoàng Francisco, đức giáo hội Alonso chúng con, đức cha Pedro, đức cha Micae cùng toàn thể hàng các mục giáo sĩ trong đây và tất cả dân linh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình và Chúa đã muốn tu hôn chúng con nên Chúa đây. Lạy cha nhân từ xin thương đoàn tu hôn con cái cha ta mắc các nơi về thương cha. Xin gia đình các tổ tế cha là các linh hồn ở trong cái đoàn tu cha đã qua đời và những người đã có tổ nguyện hôm nay mà Chúa đã bỏ hết cuộc đời này về với cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con cha thì cũng được sống lại như người. Khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọi miền chúng con trở nên giống thân xác sáng lá của người. Xin cha thương yêu anh chị em chúng con cả linh trần và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bạn quyến thuộc chúng con đã xinh đẹp lòng cha mà nay đã bị coi thế. Xin thương nhận thiên thánh của nước cha như chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang trong muôn đời. Khi cha lau sạch nước mắt chúng con vì vậy vì khi được thấy từ thân cha đã tin thương chúng con thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống cha và sẽ ca ngợi cha con cùng nhờ Kitô Chúa chúng con, nhờ người cha đồng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người với đời và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha của trong sự hợp nhất của Chúa đang cần đến muôn đời. Đấng xa khỏi trần gian, xin thương.
Thank you.
mạnh cho chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ có đủ khả năng thắng mọi sự dữ ở đời này và được chiêu lượng thanh nhan cho đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô.